cho răng niềng Hả? Kẹo vừa dai vừa cứng thế này mà vẫn cố cắn Bung mắc cài như chơi không trên 10 Wow 10 trên 10 Quả tấm bóp mềm lại còn chứa nhiều vitamin C Ăn vào rất tốt chạy miễn dịch Ái chả cắn cả vỏ à Ăn thế này kiểu gì cũng bung mắc cài Âm 1 trên 10 Ôi thạch mềm lại còn ngon nữa Không ảnh hưởng mắc cài Nhưng mà ăn từng cái thôi nhá Úi Rong biển này 8 trên 10 Rong biển mỏng và mềm Không ảnh hưởng mắc cài Nhưng lại dễ rất kẽ răng Nhớ vệ sinh sạch sau khi ăn